ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris về đình chỉ chiến sự lập lại hòa bình được ký kết. Trung tướng Trần Văn Trà được Trung ương chỉ định làm trưởng phái đoàn quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong ban liên hiệp quân sự bốn bên ở Sài Gòn. Ngày 1 tháng 2 năm 1973, tại Lộc Ninh, vùng đất mới được giải phóng năm 1972, biểu tượng chiến thắng của ta. Cuộc meeting lớn chào mừng thắng lợi của Hiệp định Paris và tiễn đưa đồng chí Trần Văn Trà cùng phái đoàn quân sự đi Sài Gòn diễn ra trong không khí vô cùng hồ hởi, phấn khởi. Khi đến Tân Sơn Nhất, anh đã nói với những người bên kia chiến tuyến: các chiến sĩ giải phóng của chúng tôi đã xả thân chiến đấu và đã chiến thắng. Tôi thực sự hãnh diện được là đại diện cho họ ngay ở Sài Gòn này để đấu tranh thi hành đúng đắn hiệp định mà họ phải đổ bao xương máu mới giành được. Việc mà chọn ảnh làm trưởng đoàn đại biểu quân sự của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một cái chuyện bất ngờ. Nhưng mà ảnh cũng đã nhanh chóng thích ứng với cái nhiệm vụ mới. Mà một nhiệm vụ vừa là tác chiến mà vừa là ngoại giao, để thi hành một số điều khoản quan trọng ở trong Hiệp định Paris về Việt Nam, như là vấn đề trao trả nhân viên quân sự và dân sự các bên, rồi vấn đề ngưng bắn, quan trọng là vấn đề quân đội Mỹ và nước ngoài rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Là trưởng đoàn đại biểu quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, cho nên là mọi cử chỉ và hành động của anh Ba Trà đó là đều được máy quay hình, rồi chụp ảnh, rồi máy ghi âm ghi nhận và được nhanh chóng đưa lên báo chí, đài phát thanh và truyền hình toàn thế giới. Có thể nói là sau 60 ngày làm việc thì cái điều khoản quan trọng trong Hiệp định Paris là trong thời hạn 60 ngày sẽ hoàn thành việc rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam, lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ và các nước khác, kể cả nhân viên quân sự, kỹ thuật và cố vấn cảnh sát. Thì qua đấu tranh của hai phái đoàn Việt Nam thì điều khoản này đã được thực hiện nghiêm chỉnh. Cho nên là vào lúc 17:45 ngày 27 tháng 3 năm 1973, đại tá không quân Mỹ là Oden là người cuối cùng của quân lực Mỹ rời khỏi miền Nam Việt Nam. Như vậy là anh Ba Trà với tư cách là trưởng đoàn quân sự của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, để lại sự kính nể trong hàng ngũ đối phương và sự tin yêu của đồng đội và của nhân dân miền Nam. Từ sau quyết định, anh đã trở về vị trí cũ an toàn trong sự chào đón hân hoan của đồng chí đồng đội, mặc cho Mỹ ngụy ở Sài Gòn lồng lộn hò hét. Dù quân viễn chinh đã cuốn cờ về nước không kèn không trống, đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục hà hơi tiếp sức cho đội quân Tây Sai để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược. Trong 2 năm 1973-74, anh chỉ huy chỉ đạo các đơn vị và các địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết trừng trị quân địch vi phạm Hiệp định Paris, đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của chúng, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng của ta. Đặc biệt mùa mưa năm 1974, mà về sau khi tổng kết, anh hào hứng nói: là một mùa mưa chưa từng có, chiến trường B-2 quyết vượt qua trở ngại về thời tiết, nỗ lực khẩn trương hành động để tạo ra một thời cơ mới, biến mùa mưa âm u thành bình minh rực rỡ cho một thời kỳ mới. Tháng 7 năm 1974, Bộ Chỉ huy miền chính thức công bố thành lập Quân đoàn 4 và Sư đoàn 3 Bộ binh. Các quân khu cũng thành lập sư đoàn. Đó là sự chuẩn bị tích cực về lực lượng chủ lực để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. Sáng suốt, sắc sảo trong đánh giá so sánh lực lượng địch ta, nhận định tình hình cũng như chủ trương tác chiến, chọn hướng chiến trường,
anh đề xuất giải phóng Đồng Xoài để mở rộng căn cứ miền, mở hành lang nối liền với phía đông Sài Gòn, cô lập tỉnh lỵ Phước Long. Tại Hà Nội, anh được trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương phương án tiến công giải phóng Phước Long. Ngày 6 tháng Giêng năm 1975, Phước Long là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Ngụy quyền phải treo cờ rủ, nhưng phản ứng của cả Mỹ lẫn Ngụy đều rất yếu ớt. Chiến thắng Phước Long có công lớn của anh, giúp Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương có cơ sở để nhanh chóng đi đến quyết định tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975, mở đầu chiến dịch giải phóng miền Nam. Và bắt đầu từ cái ngày mùng 1 tháng 4 này đấy, là cái ngày của chiến dịch giải phóng Hy Vọng đấy. Anh không phải chờ các thứ gì nữa. Thế nên là cụ Trà mới, nói chung là cụ xuất ruột, là cả cái bộ chỉ huy, anh Dũng với anh Thọ trước anh đã vào đấy rồi mà. Nên tôi làm. Vì thế ở Xuân Lộc có là một cái sư 18 đủ, ba lữ đoàn và cái lữ thiết giáp trung đoàn pháo binh. Rồi sau nó tăng thêm lữ dù, tăng thêm mật lữ thiết giáp, tăng thêm biệt động quân nữa. Thì thế ở cái Xuân Lộc như thế, cái chủ lực của nó cũng ngót nghét hai sư đoàn. Thế còn phía sau này lên thì lại một lữ đoàn thiết giáp, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến, rồi pháo binh, rồi biệt động quân, rồi các quân ở ngoài kia chạy về, nó thành lập một cái sư nữa để nó điều một trung đoàn của sư năm về đây nữa. Để nó hướng lên cái hướng cảng bom Gầu Dây đó, để mà giải vây cho cái Xuân Lộc. Vì thế nên là cái đêm mùng 9 dạng mùng 10 đó, thì cái hướng đánh vào hành chính, đánh vào khu thị xã đấy, thì chiếm được, diệt được cả trại cố vấn Mỹ này hết thứ. Đấy là sư 31 đánh. Sư 7 thì đột phá vào cái khu vực phòng thủ của sư 18, sư đoàn 18 thì không có mở cửa được, xe tăng bị nó bắn trước cái hàng rào. Thế đánh cái lần thứ nhất xong rồi, thế cái thì biết ngay một kiểu này là khó khăn rồi, mà gì thì gì chứ mà anh mà không có thiệt được cái lực lượng của cái sư 18 đó, thì nó vẫn còn chỗ dựa để mà nó cứu viện đến. Nên phải bằng cách nào tiêu diệt cách nó. Thế đến lúc đang trong cái tình hình như thế thì ở trên bộ chỉ huy chiến dịch các anh cũng lo, kể cả anh Dũng, anh Thọ, anh Hùng, anh Trà thứ. Thì các cụ đã có ý kiến bảo hay là cho quân đoàn nó giãn ra. Thế xong anh Trà bảo bây giờ như thế thì không được, mất cái truyền thống của điều lực của hai nữa, là địch nó có cái thế. Vì nó đánh mình cái trận này không những nó giữ được mà nó còn có tính chất tâm tinh thần nữa. Mà nếu như thế nó có thể đưa mấy cái sư đoàn thủy quân lục chiến vào nữa thì mình cũng còn chầy vẩy chứ, phải diệt được nó ngay đâu. Phải nói là cái tinh thần chiến đấu, quyết tâm chiến đấu của quân đoàn 4 lúc đó rất cao. Hy sinh hơn 400 đấy, bị thương nhiều, hơn nhiều. Mà cái đời đánh giặc của tôi thì chưa có cái lần nào có những cái đau thương như thế. Thì phải nói rằng là cái trận Xuân Lộc, đồng chí Thượng tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền và Phó Tư lệnh Mặt trận, anh ấy chạy lên chạy xuống. Nhiều lúc tôi phải nói với Bộ Chỉ huy ở trên bờ, để anh đi như thế thì có bảo đảm an toàn không? Chạy lên chạy xuống đốc chiến. Xong rồi các anh bảo chỉ có anh ấy xuống thì mới giúp các anh là thôi, chứ còn ai xuống bây giờ được nữa. Chúng tôi thì lạ mà hai nữa là cán bộ dưới đâu mà được. Thì phải nói là đúng là cái quyết tâm cao. Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi là tư lệnh pháo binh miền, có dịp làm việc bên cạnh tướng Trần Văn Trà,
tư lệnh miền trong một thời gian dài, nên tôi cũng hiểu ít nhiều về ông. Ông là một vị tướng lĩnh thuộc loại phù hợp với tác chiến quy mô lớn. Những năm đầu chiến tranh cục bộ, ông đã thường ao ước phải chỉ trong tay có quả nấm cấp quân đoàn thì mới có thể tiêu diệt được chiến đoàn tiểu khu gây thối động, làm chuyển biến cục diện có lợi cho ta. Lúc bây giờ thì Hoàng Cầm về làm tư lệnh. Phải nhận rằng có cấp quân đoàn mới có thể giải phóng được một cái tỉnh rộng lớn, vững chắc như là tỉnh Phước Long, mà Bộ Chính trị gọi rằng đó là trận tinh sát chiến lược. Nhớ cái hôm chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn đang bon bon trên đường ra giải phóng Bảo Lộc thì được điện quay lại nhận nhiệm vụ. Về đến căn cứ quân khu 7, chỗ nhà thủy điện Trị An bây giờ đó, thì lại gặp anh Ba Trà. Lúc giao nhiệm vụ đường 20 cũng là anh. Bây giờ thì giao nhiệm vụ trở về giải phóng Xuân Lộc. Anh cho biết cái tình hình diễn biến ở miền Trung, và ý định của cấp trên, nhiệm vụ của địa phương là cần phải mở toang cánh cửa phía đông cho đại quân tiến vào, mà Xuân Lộc, một tiểu khu cộng với căn cứ hậu cứ của sư đoàn 25 ngụy là một điểm rất sẵn. Chúng cũng có lại gọi là phòng tuyến quay danh. Nhiệm vụ của quân đoàn là phải đập tan cái phòng tuyến này để đưa đại quân tiến vào Sài Gòn. Thế là quân đoàn không tính, không chuẩn bị, quay trở lại di đến Xuân Lộc. Và sau khi đã giải phóng Xuân Lộc thì tình hình ác liệt như thế nào? Bây giờ nếu chúng ta đi qua cái ngã ba của thị xã Xuân Lộc, chúng ta nhìn thấy cái nghĩa trang, chúng ta đã cảm nhận phần nào cái ác liệt của trận đánh đó. Nhưng mà sau trận đánh đó rồi thì cái tình hình suy sụp về chính trị, về quân sự diễn ra từng ngày ở Sài Gòn như thế nào chắc chúng ta đều biết. Sài Gòn giải phóng, miền Nam giải phóng, Thượng tướng Trần Văn Trà trở về thành phố thân yêu, nơi đúng 30 năm trước anh đã ra đi. Trong niềm vui đại thắng, cũng như mọi người, lòng anh xuống sang cảm động, vui mà giọt lệ tuôn trào. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, từ đó đến tháng Giêng năm 1976 và Tư lệnh Quân khu 7, anh lại đem hết sức mình lo cho việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình thường cho nhân dân, khắc phục những hậu quả nặng nề của một thành phố bị địch chiếm đóng đã trên một thế kỷ. Cuộc chiến tranh giải phóng ròng rã 30 năm với muôn vàn gian khổ, hy sinh, mất mát lớn lao của nhân dân ta đã thắng lợi vẻ vang. Ước mơ cháy bỏng của cả dân tộc, của từng gia đình, từng người Việt Nam đã trở thành hiện thực. Trên lễ đài ngày 7 tháng 5 năm 1975 tại quảng trường Dinh Độc Lập, thay mặt Ủy ban Quân quản, anh nói: thắng lợi có ý nghĩa thời đại này là thắng lợi của đường lối cách mạng duy nhất đúng và sự chỉ đạo cách mạng hoàn toàn chính xác đã đưa cách mạng nước ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đi đến toàn thắng, đi đến tương lai huy hoàng. Đầu thập kỷ 80, khi trở về đời thường, anh sớm nhận thấy cần có một tổ chức tập hợp đông đảo anh chị em cựu chiến binh
những người đã được thực sự trui rèn trong lò lửa đấu tranh cách mạng và chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, là vốn quý của đảng và nhà nước. Nếu trước đây ở trên chiến trường thì giao việc, kiểm tra, nhắc nhở và giúp đỡ cho những người dưới sự chỉ huy của mình hoàn thành nhiệm vụ, thì sau này trong hòa bình cũng thế. Tức là trong công việc thì điều mà tôi đã phát tâm đắc nhất, ngoài những điều vừa kể trên, thì việc tổ chức, chăm sóc và quản lý cái sinh hoạt, cái đời sống mà những ngày đầu thì đa phần anh em cựu chiến binh thì còn lắm khó khăn đối với cuộc sống và cũng khá bỡ ngỡ trong công tác, trong nhiệm vụ cụ thể. Cái thứ hai nữa đó là làm cho được cái chỗ dựa cho đảng, cho nhà nước trong việc quản lý trật tự trị an và đặc biệt là chăm sóc đào tạo thế hệ trẻ. Vì theo anh thì cái việc trước mắt cũng như việc chính trong những ngày còn lại của anh em và cựu chiến binh là chăm sóc, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kiến thức và nhất là rèn luyện phẩm chất chính trị cho thế hệ trẻ. Khi Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thành lập, anh được bầu làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội, phụ trách các tỉnh Nam Bộ và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có thể nói, đây là một trận địa mới của anh. Anh chăm lo xây dựng hội không ngừng lớn mạnh về tổ chức và cả về hoạt động. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận là chỗ dựa vững chắc của đảng, nhà nước và của cách mạng, được nhân dân tin yêu cảm phục. Bản chất truyền thống của đội quân hồ, bảo vệ đảng lãnh đạo, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của đảng và các mục tiêu kinh tế xã hội, xứng đáng tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ. Xin cảm ơn các đồng chí. Nói là hô, nhưng mà thật sự anh Ba Trà vẫn tiếp tục làm việc là biên soạn những tài liệu quân sự, những kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam từ kháng chiến trong Pháp cho đến kháng chiến trong Mỹ. Ảnh là tham gia trong ban biên tập cái bộ sách Mùa Thu Rồi ngày 23 nói về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ. Rồi ảnh cũng đã soạn những cái sách về kháng chiến chống Mỹ ở Nam Bộ mà có những quyển đã xuất bản. Anh say mê làm việc, nhiều khi không nghĩ đến tình trạng sức khỏe. Ngoài công việc của đoàn thể, toàn bộ tâm trí của anh dồn hết cho việc tổng kết 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, mà cũng là những năm tháng đáng ghi nhớ nhất đời anh. Anh tâm sự, những bài học rút ra từ thực tiễn tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng là vô giá, cần thiết cho cả hôm nay và mai sau. Anh muốn được làm tròn nhiệm vụ của một cán bộ chỉ huy cũ. Ngoài ra, hàng tháng, hàng tuần, anh đều có lịch tiếp các phóng viên báo đài nước ngoài, các chính khách và cựu chiến binh nước ngoài đến thăm và phỏng vấn. Thì tới năm 64, thì một hôm tôi đến chỗ trung cục. Đầu thập kỷ 80, khi trở về đời thường, anh sớm nhận thấy cần có một tổ chức tập hợp đông đảo anh chị em cựu chiến binh, những người đã được thực sự trui rèn trong lò lửa đấu tranh cách mạng và chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, là vốn quý của đảng và nhà nước. Nếu trước đây ở trên chiến trường thì giao việc, kiểm tra, nhắc nhở và giúp đỡ cho những người
dưới sự chỉ huy của mình hoàn thành nhiệm vụ, thì sau này trong hòa bình cũng thế. Tức là trong công việc ấy, thì điều mà tôi đắc tâm đắc nhất ấy, ngoài những điều vừa kể trên ấy, thì việc tổ chức chăm sóc và quản lý cái sinh hoạt, cái đời sống, mà những ngày đầu thì đa phần anh em của chiến binh ấy, thì còn lắm khó khăn đối với cuộc sống và cũng khá bỡ ngỡ trong công tác, trong nhiệm vụ cụ thể. Cái thứ hai nữa đó là làm cho được cái chỗ dựa cho đảng, cho nhà nước trong việc quản lý trật tự trị an, và đặc biệt ấy, là chăm sóc đào tạo thế hệ trẻ. Vì theo anh ấy, thì cái việc trước mắt cũng như việc chính trong những ngày còn lại của anh em và cựu chiến binh ấy, là chăm sóc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kiến thức, và nhất ấy, là rèn luyện phẩm chất chính trị cho thế hệ trẻ. Khi Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thành lập, anh được bầu làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội, phụ trách các tỉnh Nam Bộ và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có thể nói, đây là một trận địa mới của anh. Anh chăm lo xây dựng hội không ngừng lớn mạnh về tổ chức và cả về hoạt động. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận là chỗ dựa vững chắc của đảng, nhà nước và của cách mạng, được nhân dân tin yêu cảm phục. Bản chất truyền thống của đội quân hồ, bảo vệ đảng lãnh đạo, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của đảng và các mục tiêu kinh tế xã hội, xứng đáng tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ. Xin cảm ơn các đồng chí. Nói là hô nhưng mà thật sự anh Ba Trà vẫn tiếp tục làm việc là biên soạn những tài liệu quân sự, những kinh nghiệm trong chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam, từ kháng chiến trong Pháp cho đến kháng chiến trong Mỹ. Ảnh là tham gia trong ban biên tập cái bộ sách Mùa Thu Rồi ngày 23, nói về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ. Và ảnh cũng đã soạn những cái sách về kháng chiến chống Mỹ ở Nam Bộ mà có những quyển đã xuất bản. Anh say mê làm việc, nhiều khi không nghĩ đến tình trạng sức khỏe. Ngoài công việc của đoàn thể, toàn bộ tâm trí của anh dồn hết cho việc tổng kết 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, mà cũng là những năm tháng đáng ghi nhớ nhất đời anh. Anh tâm sự, những bài học rút ra từ thực tiễn tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng là vô giá, cần thiết cho cả hôm nay và mai sau. Anh muốn được làm tròn nhiệm vụ của một cán bộ chỉ huy cũ. Ngoài ra, hàng tháng, hàng tuần, anh đều có lịch tiếp các phóng viên báo đài nước ngoài, các chính khách và cựu chiến binh nước ngoài đến thăm và phỏng vấn. Thì tới năm 64, thì một hôm tôi đến chỗ trung cục làm việc. Thì bây giờ Nguyễn Chí Thanh là thay mặt cho Trung ương, Bộ Chính trị vào. Thì thấy ở trong nhà chạy ra mấy người, rồi thì trong đó có anh Trà đó, lại ôm tôi và anh khóc. Bởi vì như vậy là chúng tôi đã xa nhau từ năm 54 cho đến 64, tức là 10 năm mới gặp lại. Và ảnh là một trong hai trung tướng đầu tiên được phong của phía Nam này đó, là anh ảnh với anh Vịnh, nhưng mà thái độ vẫn là rất là bình đẳng, rất là dân chủ ở trong trao đổi. Cho đến khi anh Trà thôi giữ chức vụ ở trong quân đội
trở thành ra trợ hưu trí đó về đây, thì cái quan hệ giữa chúng tôi lại chặt hơn, là vì anh Trà cũng tham gia một số cái công trình khoa học mà tôi chịu trách nhiệm. Anh Trà là một anh tướng, một người tướng có kiến thức, người mà tuyên bố một câu sau ngày 7, ngày 30 tháng 4 đó, tức là trong cuộc chiến tranh này đối với người Việt Nam không có ai thắng ai thua. Mỹ thì thua, cái đó là rõ, nhưng Việt Nam không ai thắng ai thua cả. Thì đó là câu tuyên bố của Trần Văn Trà. Thì tôi nghĩ là cái đó, đó nó đặt ra cái phẩm chất, cái nhân bản của một cái người tướng. Thế thì bây giờ chúng ta làm một cái phim để nhớ anh Trà, thì tôi cho rằng đó là một công việc rất hữu ích. Tôi chỉ mong rằng là làm cho nó thật tốt. Đối với tôi ấy, là một người bạn chiến đấu, người đồng đội chí thiết thủy chung, ăn ở trọn nghĩa vẹn tình cho đến cuối đời. Anh ra đi sớm quá và đột ngột quá, để lại vô vàn tình thương tiếc và để lại một cái tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ, cho đồng bào ta. Theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, anh cũng đã có chuyến đi Mỹ. Tại đó, anh đã đọc tham luận trong hội thảo về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Anh nêu cao chính nghĩa sáng ngời của nhân dân ta, phân tích nguyên nhân thắng lợi của ta, cũng như nguyên nhân thất bại của quân Mỹ, của cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mỹ tiến hành. Điều mà nhiều người trong giới quân sự và nghiên cứu của nước Mỹ trước nay vẫn cố tình nói sai.